Hello, xin chào các bạn, mình là Vi nè. Mình thường có là trở lại chuyên ngành của mình. Hôm nay chúng mình sẽ cùng học tập Photoshop mà thứ sáu này sẽ dành cho Premiere Pro. Chương trình của tôi là Chill Premiere Pro. Ok, và đây là chương trình rất là mới và mình sẽ chia sẻ thức Chill Premiere Pro. Trước tiên là dành cho những bạn mới bắt đầu, những phần cơ bản để cần tiếp cận những các phần mềm mà mới đầu nhìn qua mình sẽ cảm thấy nó rất là đào não như thế. Cho nên là mình sẽ hướng dẫn các bạn những bài tập cơ bản trước, những phần đầu tiên các bạn cần phải làm như thế nào. Và đây là bài học đầu tiên mình sẽ hướng dẫn các bạn bắt đầu nào. Bài đầu tiên khi bạn bước vào và các bạn sẽ phải mở rộng được Premiere Pro cho mình chứ. Cái bản mà mình đang khuyên thúc sử dụng là năm 2019 hoặc là 2020, vì hai bản này là mới. 2018 thì nó khá là nhiều lỗi các bạn, cho nên là các bạn sử dụng cũng không thoải mái lắm. Nhưng mà các bạn cài thì cũng phải để ý là các liệu rằng cái con chip, cái RAM nó có bạn có chịu nổi hay không. Chứ khi các bạn quyết định sử dụng một cái phim ảnh của Premiere Pro, thực tế các bạn sử dụng CS6 nó có thể chạy ngon lành được, nhưng mà bạn cảm thấy là mình không thể up lên cái phim ảnh CC thì CC 117 được, thì các bạn phải thay xuống luôn CS6, không có vấn đề gì hết. Đó, trước tiên mình sẽ tự tất cả là mình sẽ tạo một cái project. Project là nơi chứa các sequence, chứa các gọi nó gọi đơn giản là cái tập. Project là nơi chứa tất cả mọi thứ của các bạn luôn. Thì bây giờ mình sẽ đến với cái phần tạo một cái project mới. Tất nhiên nếu là các bạn học đăng cấp sẽ thấy như thế này, toàn đen thôi, xung quanh đây toàn đen thôi. Đây như thế này, đầu tiên các bạn chả thể làm thao tác vào đây được hết các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ phải nhấn nút File. Ok, bây giờ các bạn nhập File, chọn New, chọn Project. Nó sẽ hiện ra cho một cái khung như thế này. Cái khung này á, các bạn chỉ cần để tâm tới 3 tối cho mình thôi. Đó là name, đặt tên của cái project. Ví dụ mình đặt nó tên là edit cơ bản đi. Ví dụ ok, bây giờ mình có thể làm cái cơ bản. Sau đó các bạn lấy cái phần location này. Location là chỗ để lâu. Ở đây mình đưa với một project lab và Premiere Pro. Các bạn muốn đổi cái chỗ lâu thì các bạn cứ đắp, bạn cứ dẫn cái đường dẫn đến cái phần của mình. Sau đó các bạn tốt select phần là xong. Ở đây là mình đã sẵn nó vào lúc trước, mình nó là PC cho mình. Bây giờ mình muốn nó đi về. Ok, cái phần quan trọng nữa, nếu như các bạn đang sử dụng cạc đồ họa thì các bạn có thể click vào cái phần GPU OpenCL này. Nhưng mà mình thích sử dụng Macro bởi vì dễ sử dụng mà nó cũng không quá ảnh hưởng gì lắm. Lúc đầu các bạn mới tập tầm ban đầu thì các bạn có thể Macro Reader các thời vì các bạn cũng chỉ mới tập cắt chứ các bạn chưa đến mức mà các bạn phải tự sao ta gọi là kiểu xuất hình ảnh á, cũng chưa có cần phải hiểu nhiều để các bạn có thể Macro Reader nha. Còn những cái tác hiện là video, audio hoặc capture các bạn để yên nguyên đó. Ở phần Stratis này á thì đây là nơi nó sẽ ra được tất cả mọi thứ hết, bao gồm cả capture video preview audio preview project auto save cc level và nó tất cả là mình có thể về hết. Khi mà bạn và có công việc lưu số ghi như thế này, đây các bạn biết là nó còn bao nhiêu vị trống đó, tất cả thứ các bạn cần sẽ là một cái là cái này có đủ đó. Thì về chưa? Cái phần này các bạn chưa dùng tầm lắm rồi. Thì chưa bạn chưa xài Procy đó các bạn. Ok, vậy bây giờ chúng ta đặt lên thân rồi. Đã tạo điểm lâu rồi. Vì vậy cứ nhớ ok thôi. Ok, mình sẽ không bắt các bạn phải thực hiện các kết như đâu. Chúng mình sẽ giới thiệu từng hành tố cho các bạn để các bạn làm về các bạn hình hiện tại. Thì các bạn sẽ thấy ban đầu cái này nó không phải thế này nữa các bạn. Mà là ban đầu bạn sẽ cái tab learning thì phải, mình nhớ là cái tab này nè. Đó,
nhìn giờ thì cảm thấy hơi rối, nhưng cái này cũng không phải là rối lắm đó. Vậy mình sẽ chỉ cách chỉnh cái lại. Ok, ví dụ như assembly mình chỉnh lại một chút, bởi vì thôi cái này ở cơ sở mình có một cái chút process rồi, nó như là edit cơ bản tất cả các clip, các video, hình ảnh, black video, adjustment layer của mình sẽ ở đây hết. Tại nó sẽ ở chỗ này, effect là nơi chứa những cái effect video có bản đồ của các bạn. Thì các bạn sẽ có video mới sau. Effect control là nơi các bạn sẽ kiểm soát mọi hiệu ứng các bạn muốn. Các bạn muốn nó là tải nhà, ra nhà gì, tất cả mọi thứ các bạn đều đặt vào trong effect control hết các bạn. Đó, và vậy cho các bạn thì mình sẽ chỉ cho các bạn sắp xếp lại những cái này để các bạn tạo thành một cái các bạn cảm thấy quen mắt nhất của mình. Các bạn chứ không phải là những cái bạn của nhìn nó lại rối rồi đó, thì các bạn thành cách thứ nhất các bạn sắp như thế này, hoặc cách thứ hai á các bạn sắp như thế này. Ví dụ nha, đó các bạn có thấy không, khi mình giữ này ban đầu nó sẽ có bốn cái khung như thế này, thì nó khá là rối mắt, cho nên là mình thường sẽ quên cái ảnh cũng như là cái gì. Thì khi mà các bạn nhấn vào cái chữ đó, các bạn nhấn cực trái giữ nó nắm và kéo về bất kỳ đâu, thì các bạn thấy là ở bên này nó có xuất hiện những cái khung màu xanh như là các bạn đặt có bất kỳ đâu, bây giờ các bạn đặt ở đây thì nó sẽ lên đây cũng vậy đó. Đó, còn như là các bạn đi xuống đây thì nó sẽ xuống đây, đó là do các bạn tính thôi. Các bạn cảm thấy cái chỗ này các bạn cảm thấy là ok, nó khá là ổn thì các bạn hoàn toàn là thoải mái muốn cho các bạn mình được, các bạn hãy thoải mái đi chỗ đó. Ví dụ như các bạn nhìn những cái tham lai như thế này, các bạn hãy có thể các bạn cũng sạch sẽ tự nhiên. Ví dụ như mình có caption đi, mình muốn ở đây đó, caption là thứ mà tôi sẽ làm phụ đề đối với những bạn mà hay làm phim hoặc là làm trực shop thì nó sẽ rất cần đó. Hết những cái gì cần cho mình cần mọi người, mình thì thường chỉ xài có bát bát ở đây hay mình chỉ đơn giản cần gì cần thiết lắm thì mình sẽ thiết kế riêng ra cái phần này. Mình có hẳn ba cái tab bên này là edit star là dùng để edit subtitle, là dùng để làm phụ đề, và mình chỉ sử dụng thêm cái color tone, còn mình không sử dụng nhiều thôi. Thì hay là đây là các bạn nhìn thường xuyên sử dụng nó chỉ có ba phần thôi, các bạn là process, effect và effect control. Bên đây có cái sự program, hiện tại bây giờ nó chỉ có sequence của mình rồi. Đây là timeline, timeline là nơi chứa cái sequence khi các bạn tạo ra thì nó mới có. Thì bây giờ trước tiên chúng ta sẽ tạo sequence. Thì bây giờ chẳng có gì cả, các bạn cứ bấm vào cái ô này nè, bấm vào ô này, chọn sequence. Ở đây nó có hấp là nhiều option để các bạn lựa chọn, bao gồm có red 4k 16 chính, 16 chính là 4k 16 chính nữa các bạn. Đó, các bạn thấy đó là nó bao gồm audio, audio sample bao nhiêu, rất là nhiều thứ bao nhiêu ở đây, và 25 frame, 29 frame, đây là mấy con còn cả 5k, 720 HP, 40 nhiều lắm các bạn ạ. Và tất nhiên thì mình không bao giờ sử dụng cái này, mình không bao giờ xài cái này bởi vì mình chưa biết được thông số chính của cái video mà mình sẽ làm, cho nên mình không bao giờ làm như thế. Mà thay vào đó mình sẽ chỉ có một cách dễ dàng hơn, cách có thể làm cái gì mà các bạn phải rất bối rối. Đó chính là ok, đây là kiểu mình ok, đây là một trong những cái kho video của mình chuẩn bị sắp tới mình sẽ up trên fanpage của mình để cho mọi người theo dõi thôi, chứ mình cũng không up lên YouTube. Này giống như kiểu cái giải trí thôi, và đây là cái video mà mình mới sắp xong của mình đây. Các bạn đã, khi mà các bạn đẹp video đó, thì các bạn chỉ cần nắm nó, ví dụ như nắm nó, các bạn kéo vào trong cái logo này trong, các bạn kéo thẳng lên như này luôn thì nó sẽ tự động đẹp vào đó. Hoặc rồi các bạn sử dụng import đây, các bạn nhấn import
thi tự động. Cái này là project gì ta? Cái này chính là project màn hình của mình đó các bạn. Thì mình đã đánh theo số và khi đó thì nó sẽ hiện cái một cái image sequence, thì nó sẽ add là nguyên cái dãy và cần cho mình. Ok, bây giờ thì mình không còn lắm đó. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đến với cái phần tạo sequence suy dễ trong phần nghiệp vụ, chính là các bạn cứ nắm cái này. Yeah, sorry, mình rất bị đắt. Ok, các bạn nắm cái này, kéo thẳng vào cái mục này cho tốt. Ok, bây giờ có sequence này, thì cái sequence này nó được tạo ra từ một clip mà các bạn vừa mới nhập vào. Thì cái clip này á, nó có thông số như thế nào thì sequence của bạn ở dưới phần timeline nó sẽ có thông số y như vậy các bạn. Đó, các bạn có thể vào đây, chọn property và các bạn xem. Đây, các bạn để ý nè, mình nhớ sẽ là 1920180, frame rate là 24 frame. Thì các bạn sẽ nhìn ra phần này, các bạn bấm vào sequence. Sorry, đây sequence. Các bạn chọn cái này, các bạn bấm lên đây được, các bạn bấm xuống dưới này, các bạn bấm dưới đây, các bạn chọn sequence system. Các bạn chọn sẵn là time page, chính là frame rate là 24 frame chuột dài đúng chưa các bạn. Đó, và frame size nghĩa là 1920 cho horizontal và 1080 cho vertical, tức là chuẩn 16 chính. Tất cả mọi thứ này là như đúng bằng với lại cái thông số video mà các bạn đã cho nó xuất ra hoặc cái video mà xuất ra có. Đó, thì từ đó các bạn cứ thoải mái thôi, các bạn có được một sequence chuẩn rồi. Bây giờ các bạn có thể đây, đây là sequence của mình. Các bạn để ý những cái ký tự này là video sẽ là ký tự này, video chưa nó sẽ là ký tự này, nhưng mà khi các bạn play nó sẽ lên giống như cái này thôi. Nó còn cái này là sequence, đây là logo của sequence của mình. Đó, thì các bạn có thể lúc qua đây lúc đúc của tự nhiên. Đó, các bạn đổi lại thành time place trong thành cái gì đó thì các bạn mình đặt những cái tự time mình thích thôi. Ok, còn bây giờ các bạn muốn đặt thêm cái clip và video vào đây thì sao? Khi các bạn muốn add thêm như thế này á, thì các bạn nhớ cho mình, các bạn hãy nhấn vào cái nút mũi tên đi xuống trên cái bàn phím. Các bạn nhấn một cái nó sẽ đi tới cái đuôi của cái video mà các bạn vừa add. Sau đó các bạn add cái mới vào. Ok, các bạn đi có add cái này vào là xong. Chờ một chút. Ok, đó, và nếu như các bạn cảm thấy thật sự không chắc chắn là cái video này đó. Video này thì các bạn đúng sai các bạn, nhưng mà trong trường hợp các bạn sử dụng 4K mà up cái video này thì cái này nó sẽ bị gọn. Còn nếu như các bạn up khoảng 20 rồi thực ra nó sẽ bị nhỏ hơn so với 1.0, thì các bạn lấy chuột phải ra cho mình, chọn xuống cho mình scale to frame size để nó frame lại hết là nó sẽ bằng với cái này các bạn. Đó, ok chưa? Đó, còn thấy không, cái kim xanh mình muốn cắt ở ngay chỗ đoạn này. Đó, có hai cách để các bạn cắt. Thứ nhất là các bạn chọn cái biểu tượng giao tạo cho mình, sau đó các bạn cắt của bạn nó sẽ ra video. Nhưng mà mình không thích cái điều đó lắm. Thật ra nó là cách khá là hiệu quả các bạn, nhưng mà nó là hơi mệt. Đúng rồi, chúng ta tính tắt đó là xin thì các bạn cứ bỏ qua, các bạn lượt lên như mình không thích như vậy. Mình bấm một cái phím khác các bạn. Ok, các bạn nhấn Ctrl Z các bạn mình làm cái này. Thì mình thường sẽ dùng được Ctrl Thay đó để cắt thì nó sẽ nhanh hơn. Nó tương là chuẩn đi thì các bạn để ngay đó là phần kích vào luôn các bạn, thậm chí các bạn không nhìn phải chọn có clip đó các bạn cắt được đó. Thấy không? Các bạn không cần để ở đó, các bạn vẫn cắt được. Theo Razer thì mình cắt được, các bạn ví dụ như mình vừa theo Razer. Theo Razer nó vẫn cắt được, nhưng mà các bạn không thể nhấn chính xác được. Ví dụ như các bạn hoài cắt to lên, các bạn làm cái gì đó, cái thứ gì đó cực kỳ như thừa. Nên là mình thường xuyên sử dụng Ctrl Thay chứ. Ctrl Thay nó sẽ đơn giản hơn và nó cũng sẽ chính xác hơn một chút. Bởi vì biết đâu chừng khi các bạn bị rung tay thì các bạn sẽ không cắt chính xác được. Còn cái đó là quan cái nhìn của mình thôi ha. Đó, ok, và nếu như các bạn ví dụ các bạn muốn cắt lượt bỏ cái đoạn đầu này mà không cần cắt, thì mình nó có một cái phím mình cho các bạn, chính là
chính quy. Theo bạn nhấn nút quy, tự động nó sẽ cắt mất cái khúc đó. Các bạn có thể để ý được cái phần số cuối là 6, 0, 1, 0, 2 đúng không? Ví dụ như khi các bạn muốn cắt cái dây này đi thì các bạn nhấn quy, nó sẽ tự động trở thành 5, 3, 8, 0, 2. Các bạn đã cắt một đoạn và thu lại luôn cho bạn cái đoạn đó rồi, cho nên các bạn không thấy được cái ripple, không thấy được cái khoảng trống của nó đó. Thì ví dụ bây giờ các bạn cho cái này đi, đúng không? Phải cái này nằm ở giữa chứ nó không có nằm cái đuôi cái đầu gì hết, ví dụ vậy đó, nó sẽ có khoảng trống giữa này. Thì các bạn cứ lít vào là nó chụp phải còn lít thì lít là nó sẽ nói lên cho bạn luôn, không cần quét khối nhắm mà kéo sửa là phức tạp đó. Và tương tự như cái quyền quy thì chúng ta không phải là nhận đích thì nó sẽ cắt, ví dụ mình cắt bỏ cái đuôi này, không có cái đuôi này. Ok, bây giờ ví dụ nha, đây là cái đuôi này, mình cắt bỏ cái đuôi này, mình không lấy cái phần này nữa, mình chỉ lấy từ đây lên đây thôi, mình không lấy từ đây xuống đây, mình không lấy từ đây xuống đây như thế này, thì mình sẽ nhấn đích từ đó nó sẽ cắt cho mình. Đây là những tiếng mình thấy là nhanh gọi, cắt cũng ổn, rất ổn, cho nên mình bảo cái này là kết thúc rồi, bởi vì mình không muốn tỉa sẻ quá nhiều. Các bạn cứ cắt cơ bản đi đã, còn những video tiếp theo mình sẽ chứng minh các bạn những thứ hay ho hơn, thú vị hơn. Mình sẽ cho mình thuyết tập tạo sequence, cắt và sequence những video sẽ có mình thuyết tập cắt rồi quy đích phần rồi thay, hoặc là các bạn chọn quay dơ đó là quyền của các bạn. Nhưng mà hãy đừng đọc những cái công cụ mình đã nói để các bạn có thể cắt tốt hơn. Thì sau đó khi mà chúng ta sẽ đến một video khác, video có phần hơi nâng cao một xíu dành cho những người mới bắt đầu, thì các bạn sẽ dễ tiếp thu hơn. Vậy đi ha, bởi vì mình chắc chắn không muốn, sẽ không muốn những người các bạn có phần cắt như thế nào hơn, phím như làm sao. Cho nên là hay là một cái video này thật cẩn thận, và sau đó chúng ta sẽ bắt đầu video mới hơn. Và tất nhiên là chương trình Chill Premier Pro sẽ là kết thúc rồi, là chúc các bạn có ngày vui vẻ, nhưng các bạn thích những video này nữa không? Tiếp tục hành động của mình thì theo cả những nút subscribe bên dưới. Mọi thắc mắc, mọi vấn đề các bạn chắc cơ bản các bạn không hiểu như thế nào đó, các bạn có thể comment phía bên dưới cho mình, mình sẽ trả lời tất tần tật những gì các bạn nói. Mình sẽ cố gắng hết sức và chào tạm biệt các bạn. Chúc các bạn có ngày vui vẻ.